vị khán giả đang đến với chương trình Con Đã Lớn Khôn. Thưa quý vị khán giả, đến với mỗi cuộc hành trình thì chúng ta đã cảm nhận được là tất cả những nhân vật tham gia vào chương trình đã mang đến cho chúng ta những điều thú vị như thế nào. Và ngày hôm nay một lần nữa thì chúng ta sẽ lại trải nghiệm những cảm xúc rất đáng yêu từ chương trình Con Đã Lớn Khôn. Nhưng trước hết thì cho phép Thanh Thảo được giới thiệu những vị khách mời đặc biệt. Xin được giới thiệu Thạc sĩ Vũ Minh Huyền, là hiệu trưởng trường Mầm non Tư Thục Bé Thiên Thần. Và vị khách mời thứ hai đó chính là diễn viên Quỳnh Phượng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình thú vị ngày hôm nay và cùng gặp gỡ với những nhân vật nhí đáng yêu quý vị nhé. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đến thăm ngôi nhà xinh xắn nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Xí, quận Bình Thạnh của những nhân vật nhí tham gia thử thách lần này. Ba anh em họ, Kubi, Sydney và Phú Quý. Kubi tên đầy đủ là Trần Vương Nhật Minh, 5 tuổi, là anh lớn nhất trong ba anh em. Chính vì vậy, Kubi luôn có ý thức bảo vệ, chăm sóc hai cô em gái nhỏ dù ở bất cứ nơi nào. Cô bé răng xuống dễ thương này là Bùi Lam Phương, 4 tuổi 6 tháng, đứng vai chị thứ hai, là một cô bé nữ tính hiền lành, nhẹ nhàng, ít nói. Cô bé thích được gọi là Phú Quý. Nhỏ nhất đó chính là cô em út Nguyễn Ngọc Thủy Tiên với tên thường gọi là Sydney, 4 tuổi 2 tháng. Đây là một cô bé có vóc dáng khá nhỏ bé so với tuổi. Sydney thể hiện rất sớm mình là một cô bé có cá tính mạnh mẽ, thông minh. Với lợi thế là em út nên đôi khi Sydney có phần hơi lấn lướt các anh chị của mình. Nhưng bù lại, mỗi khi gặp khó khăn thì cô em nhỏ này lại rất sẵn sàng đứng ra bảo vệ anh chị của mình. Chiều nay bà dự định làm bữa cơm nhỏ để cả ba gia đình sum họp. Bình ga nhà đã hết, bà đang đợi người đến thay. Trong khi đó vẫn còn thiếu một số đồ thức ăn. Bây giờ bà dặn các cháu nhé. Các cháu đi siêu thị nhá. Mua cho bà sữa là 1 này, thịt là 2 này, cà chua là 3 này, cà rốt là 4 này. Rau. Rau là 5 này. Thế mua xong bà cho anh Bi dẫn em, hai em chơi 20 phút nhá. Thì con phải về để bà con nấu cơm nhá. Thế bây giờ con đứng lên nào, đứng lên. Tất cả đứng lên. Mang đồ này cho ba Tú nhá. Vậy là trước tiên ba anh em sẽ phải mang túi banh và quần áo qua sân banh dùng ba của Bi, sau đó tới siêu thị Citymart cách nhà khoảng 800m để mua giúp bà rau, cà chua, cà rốt, thịt và sữa sẽ là nhiệm vụ chính của ba anh em. Không biết rằng lần đầu tiên dắt hai em đi ra ngoài một mình, liệu anh Bi có chăm sóc và bảo vệ được hai cô em nhỏ? Và quan trọng hơn là ba anh em có nhớ được giờ phải về cho bà nấu cơm không đây? Hành trình này thì khá dài đó, nhưng mà đối với các bé thì cũng lớn lớn một tí rồi. 20 phút chơi nè, không biết sẽ như thế nào, ai sẽ là người nhắc nhở nè. Rồi đi trên đường thì ai sẽ là người chỉ huy nè. Em đang rất là chờ đợi cái sự lém lĩnh của cô em út sẽ thể hiện như thế nào trong hành trình này. Thông thường thì người lớn nhất sẽ đóng vai trò chỉ huy, nhưng mà trong trường hợp này thì chị không nghĩ như vậy đâu. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình ngày hôm nay để xem là ba anh em nhà này có hoàn thành được nhiệm vụ một cách xuất sắc không quý vị nhé. Chà, anh Bi có vẻ rất ra dáng một ông anh gương mẫu, rất biết lo lắng cho các em rồi đây. Nhưng người lo lắng nhất về nhiệm vụ lần này lại là cô bé Hạ Tiêu. Cứ thế này thì không khéo sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì Sydney còn mỏi miệng hơn cả mỏi chân đấy chứ nhỉ. Trong khi đó... 4 giờ 20. Đội mũ thế này thì sao còn có thể thấy đường đi được đây Phú Quý ơi. Đi chậm là đương nhiên rồi. Alo, chào số mấy? Số 8 ạ. À. Dạ, con biết rồi. Số 8 nha. Sẽ đếm ấy nha. À, sẽ đếm rồi. Dạy Phương Dương con là Phương. Dạ, Phương Dương. Sân bóng đá cách nhà cô Bi chỉ hơn 200m. Ba Tú của Bi thường xuyên tham gia các trận bóng tại đây sau những giờ làm việc căng thẳng. Mỗi lần như vậy, Bi thường đi theo để trông đồ và cổ vũ cho ba. Vì vậy, việc tìm được sân bóng của ba không gây khó khăn cho cậu bé chút nào. Bây giờ con đi đâu ở đây? Đi siêu thị chơi. Siêu thị à? Dẫn em đi hả? Dẫn em đi cẩn thận nhé. Vậy là nhiệm vụ đầu tiên đã hoàn thành xuất sắc.
Giờ thì mau thẳng tiến tới siêu thị thôi nào. Mỗi lúc nào đi tập trẻ hơn giờ. Mình thầy không chậm chạp, ngồi hơi chậm chậm tí đúng không? Ái xà, có vẻ như cô bé phú quý hôm nay sẽ khiến anh Bi và em Sydney phải để tâm nhiều hơn đây. Vẫn còn 4:20. 4:20. Mẹ anh nha. Đúng như nhận xét ban đầu, Phú Quý quả là một cô bé có trí tưởng tượng phong phú. Có cá sấu à? Giữa đường phố thế này thì lấy đâu ra cá sấu đây hả cô bé ơi? Phải không? À. Nhưng có một điều Phú Quý luôn đúng. Chị em nào xuống mà giờ chị em không biết bơi đâu á. Này của em á, nó đã khóc. Những khi đi một mình thế này mới có thể thấy hết sự gương mẫu của ông anh cả. Cho mình dắt qua đường thì ai cấm này cho mình. Ai cầm cái ngụ mà. Với đường lắm. Với đường lắm phải hết. Đây dắt em qua đường. Nghe lời anh cu mi. Phải nghe lời anh cu mi. Siêu thị City Mart là địa điểm mà anh Bi đã rất quen thuộc rồi. Thế nên mau thực hiện công việc mua sắm thôi nào. Củ cà rốt. Mắm lằn lòng. Lặn quá, lặn cái tay dữ rồi chị. Trong khi anh Bi chỉ tập trung hoàn thành những món đồ bà giao, thì có vẻ như mọi thứ xung quanh đều dễ dàng thu hút hai cô nàng này. Con gái mà. Làm được một cái, buộc nó cũng được. Táo này hả? Mà này, bà có dặn là heo quay đâu nhỉ? Chỉ là thịt thôi cơ mà. Hồi nãy bà có dặn là mua thịt heo quay không? Không, bà chỉ dặn mua thịt này là thích ăn heo quay. Thịt heo quay. Không, cô bà đó là không có thịt heo quay đây. Nhưng mục tiêu quan tâm của Bi và em Sydney không phải ở quầy thịt này mà được đặt ở nơi khác. Chỉ nghĩ tới đó thôi là ngay cả việc thanh toán tiền cũng khiến ba anh em hào hứng hẳn lên. Giờ thì mọi thứ bà dặn đã có đủ trong giỏ hết rồi. Nhưng... siêu thị có bán bánh canh bao giờ quý ơi? Tưởng rằng mọi thứ đã ổn, nhưng lại xảy ra một sự cố. Chẳng lẽ bà lại đã trí quên đưa tiền cho ba bé mất rồi? Hóa ra để ăn chơi và một cái cũng xuống đây là để nước để hết tiền mất tiền nữa. Tình hình có vẻ gay go rồi đây. Có tất cả người nhà đâu có tiền. Câu này hay. Vấn đề ở đây là tất cả người lớn đều có tiền, còn tất cả người nhỏ thì đâu có tiền đâu. Người em nhỏ, thích câu này. Người nhỏ, đúng rồi đó. Vấn đề ở đây là người nhỏ. Cái cách
dùng từ dùng câu rất là hay. Phượng sẽ đoán xem là các bé có trả tiền hay không. Theo như cái suy nghĩ của Phượng thì các bé sẽ gửi đồ ở đó đi lên chơi và gọi điện cho người lớn đem tiền đến cho người nhỏ. Đúng rồi, chúng ta thấy là người nhỏ cũng có điện người thoại nhỏ đó. Có điện thoại không, đó. Nhưng mà người nhỏ đang kiểm tra rồi, chắc là người nhỏ sẽ tìm ra tiền và người nhỏ trả tiền rồi mới lên chơi. Rồi, bây giờ xin mời quý vị theo dõi tiếp ạ. À. Quyết định cuối cùng của anh Kubi là... Tiền trong này của Sydney đâu? Ở trong cọc anh Kubi chứ sao? Cái đó sao chồng cũng cực. Đó, thì đó tôi thành không, không, không có chơi chơi à? Có. Muốn tiền à? Đưa tiền cho cô làm gì? Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng mà rõ ràng nhiệm vụ chính vẫn là mua đồ cho bà mà. Nhưng mà vẫn không có tiền. Như vậy, tiền, vậy cái tiền khi đã chơi trò chơi thì bà... Vậy là cuối cùng thì mọi vấn đề cũng đã được giải quyết. Giờ thì mau đến với phần thưởng của bà nào. Hy vọng đó sẽ là một khoảng thời gian rất vui. Nhìn xem, anh Bi phấn khích thế này cơ mà. Anh sợ hết tiền nhưng mà bây giờ cũng không còn cho nên mừng quá. Tức là nó không biết nhìn cái tiền, nhìn không biết phân biệt là tiền lớn, tiền nhỏ, chỉ thấy có một tờ thôi. Thế nhưng đến khi mua vé thì vấn đề lớn lại xảy ra. 40.000 đồng một vé mà sau khi mua hàng xong thì ba anh em chỉ còn có 60.000 đồng nên chỉ đủ mua được một vé thôi. Trong khi ai cũng đều háo hức với phần thưởng này hết. 60.000 nữa mới đủ 3 vé thôi con. Dạ, chơi đó, chơi đó. Bà của bà, chơi đó. Hãy dạ. 14.000. Sydney đã nhanh nhẹn hơn và rất biết sử dụng lợi thế em út của mình. Xong rồi bạn, chơi. Ra luôn hả? Ra luôn rồi chứ không luôn hả? Chơi. Trong chơi đi con. Anh Bi đột nhiên đưa ra một quyết định không ai ngờ tới. Hay quá, hay quá. Muốn chơi. À đúng rồi, lúc nãy cô có đưa tiền 6 cho con rồi. Anh hết tiền rồi. Hả? Anh hết tiền rồi. Sao chơi nha. Cái lần này không hết tiền rồi. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Bi vẫn phải quay lại với hai cô em của mình thôi. Bi và Phú Quý lại quyết định thử tài thuyết phục chú nhân viên xem sao vậy. Con đưa đó chỉ có một vé chơi được thôi. Bây giờ con đứng ở ngoài con chờ, hai con đứng ở ngoài chờ để cho bạn kia chơi xong rồi hết giờ con về hay là sao? Nhưng nguyên tắc vẫn là nguyên tắc. Chú nhân viên cũng không thể linh động được rồi. Em chơi xíu, đợi em con nha. Vậy là tình cảm của ba anh em thành ra thế này đây. Khu vui chơi này mọi khi luôn là điều hấp dẫn và thu hút với Sydney. Nhưng hôm nay khi chơi một mình thế này thì lại khác. Có anh có em thì vẫn vui hơn rất nhiều. Mải mê với những món đồ chơi hấp dẫn, nhưng hai ông anh bà chị cũng vẫn không quên lo lắng đến cô em nhỏ đang phải chơi một mình. Em coi cho một người, em coi buồn lắm. Chúng mình phải chơi một người, chúng mình buồn quá. Bây giờ là đi té. Anh hai con đâu rồi? Cái nãy anh hai con đứng ngoài đó mà. Đi tới quầy game đó con, cái chỗ nãy con mới đi đó. Anh Bi lại quyết định đi tìm cô Thu Ngân siêu thị. Kết quả thì vẫn không thể thay đổi gì rồi. Đột nhiên lúc này, Bi và Phú Quý cũng nhớ ra một điều quan trọng. Hôm nay bà cho chơi mắm phúc. Không biết chưa? Chơi 2 phút. Chơi 2 phút. Gọi điện thoại bà đi. Bà cho chơi 42 phút. Và quyết định cuối cùng là... Đi ra xong mà lâu lắm nha. Nhưng mới loáng một cái mà anh chị của Sydney đi đâu mất rồi.
thì ra Huy là chẳng giống ha. Như để chia sẻ nỗi buồn không được vào khu vui chơi của hai anh chị, Sydney đưa ra đề xuất. Mua nước uống. Mở cái gió đằng sau. Hết tiền rồi sao không uống nước? Nhưng số tiền còn lại không còn nhiều nữa, chỉ đủ để mua một ly trà sữa nữa thôi. À, con, thầy cũng là đồ xanh, thầy Sydney cũng là bò, thầy quý thì cũng là càng. Ôi, mỗi người một ý. Vậy mà chỉ có được một ly thôi thì cô bán hàng biết theo ý ai đây nhỉ? Cũng được. Nhưng mà ba cho ông hút nè. Em thích lên mua một cái bông bóng màu hồng. Không có đâu. Em thích lên mua một hoa màu hồng. Đồ cho bà đã mua xong, thời gian vui chơi cũng đã hết, trà sữa thì cũng đã uống rồi. Rốt cuộc không biết ba anh em đã chịu về hay chưa đây? Nếu anh Bi nhớ ra khu vui chơi công cộng phía sau tòa nhà này sớm hơn thì có phải tốt hơn không? Vừa không mất tiền này, mà cả ba anh em lại có thể cùng chơi với nhau rất vui vẻ nữa chứ. Giờ thì Bi phải tập trung chơi cho thỏa cái đã. Em Sydney chợt nhớ ra một điều cực kỳ quan trọng. Hay quá. Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên trần gian. Giờ con cố gắng giúp mẹ yêu cho dù có mây. Những lúc mà cả hai anh chị đều đang bị những trò chơi thú vị thu hút thì đây chính là lúc cô em út thể hiện bản lĩnh vốn có của mình. Đó. Rắc rối nữa lại xảy đến. Ôi nha con. Ôi nha tội nghiệp con quá. Còn ngày hôm nay thật biết bao điều hay. Và con hôm nay sẽ nói với mẹ rằng con cũng có sáng kiến đó. Con đã bây giờ lớn khôn. Mẹ cười như hoa, như tia nắng trong đời. Mẹ ơi con yêu mẹ nhất trong trời. Cô đi về. Lời nhắc này quả thật là rất đúng lúc, vì ba anh em đã chơi quá thời gian bà dặn đến 15 phút rồi. Phải về thôi, không bà sẽ rất sốt ruột đấy. Con sẽ không bao cuộc và con mong mẹ không bao giờ khóc, chỉ có tiếng vui cười ca hát vang, vì con muốn nói một điều duy nhất. Mẹ yêu mẹ nhất trên đời. Giờ con cố gắng giúp mẹ yêu cho dù con có mây. Chiếc giỏ với những món đồ mua cho bà bây giờ đã thực sự nặng hơn lúc khởi hành rất nhiều. Nó đã bắt đầu gây khó khăn cho anh Bi. Thôi ngồi nghỉ một tí đi. Những lúc thế này, sự động viên của những cô em có tác dụng rất lớn để anh Bi thể hiện bản lĩnh của mình. Cố lên nha. Cố lên nha. Cố lên. Nhưng cũng có một điều làm cho một ông anh phải chùn bước. Đó là... Trời kìa. Chẳng phải nói gì. Trời đó làm gì? Nói gì? Trời đó hả? Cái chừng ơi cho cắn, không về ấm đâu, nếu đi chậm kinh chó mới không cắn. Hay không biết là nghỉ mệt hay là muốn tránh chú chó đây nhỉ Bi ơi? Đi tiếp. Một khi mà em út còn can đảm thế kia, thì sao một ông anh lại có thể tỏ ra lo sợ được chứ?
Và đây là lời giải thích cho nỗi sợ của ông anh. Nó là có mùi thơm á, nó cắn liền á. Hôm nay mình cắn sợi bông thơm nên nó sẽ cắn đẹp mình. Không, ba tụi mình toàn là mùi mồ hôi không ạ? Mình đi quá nhiều quá mà. Mình đi quá nhiều mà. Sao ba anh em mới vừa rời bước mà đã lại dừng lại thế này? Ấm ức, đúng rồi đó. Mình có trả một tiền là của Snay rồi. Còn một tiền nữa là của anh của mình. Còn một tiền nữa là của em. À, thì ra chủ đề về khu vui chơi lại được đem ra mổ xẻ. Nhưng việc thì cũng đã rồi, mục tiêu bây giờ là phải mang được đồ về cho bà đã. Chiếc giỏ đồ lúc này đã trở nên nặng hơn rất nhiều, nhưng dù vậy, anh Bi vẫn rất cố gắng lãnh phần mang hết đồ cho hai cô em. Cứ cố đi đi phố quý, thì cố đi, mình được về đến nhà. Nhưng khi ông anh đã hết sức, thì đã có hai cô em hỗ trợ nhiệt tình. Chiếc giỏ đồ này anh Bi đã xách gần hết quãng đường về, bây giờ lại thực sự gây khó khăn, trở thành gánh nặng cho hai cô em gái nhỏ. Nào cũng vui bình minh, buổi sáng thức dậy, và ngày hôm nay thật biết bao buồn. Sự thảnh thơi của ông anh lúc này lại là chủ đề cho hai cô em khiển trách. Như tia nắng trong đời, mẹ ơi con yêu mẹ nhất trên trần gian. Giờ con không được rồi, là một ông anh gương mẫu thì không thể để hai em phải mệt thế kia được. Con đã bước lắm ạ. Bây giờ ăn thêm đây. Cuối cùng người lãnh trách nhiệm về giỏ đồ không ai khác là ông anh lớn. Những món đồ này mang được về nhà và trở thành bữa cơm tối ngon lành được hay không? Giờ trông chờ vào anh Bi cả đấy nhé. Cuối cùng sau hơn một tiếng đồng hồ thì cả ba anh em Bi, Phú Quý và Sydney đã về tới nhà rồi. Trời ơi, cái bóng chuông. Đúng là con trai có khác. Chào bà chưa? Giỏ đồ của bà cũng đã được anh Bi đem về đầy đủ và nguyên vẹn với sự giúp đỡ của cô em Phú Quý. Ba anh em dắt cho chúng ta đến rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau. Từ cái lúc đầu là háo hức nè, rồi hoàn thành xong nhiệm vụ, rồi nảy sinh ra những cái khó khăn trong cái cuộc hành trình của mình. Nhưng mà cuối cùng thì ba anh em đã hoàn thành nhiệm vụ một cách rất là xuất sắc. Trong quãng đường thì cái vai trò thủ lĩnh của anh đi rất là rõ ràng. Anh bê mang vác cho em. Nhưng mà đôi khi thì anh mệt quá thì hai em cũng tự động làm cái công việc đấy. Thì cái việc đấy rất là đáng quý ở các bé. Và rõ ràng là ở đây thì mình thấy là cái bé nhỏ, bé Sydney á, luôn luôn là người nhắc nhở về giờ về này, nhắc nhở là về phải quên đồ này, rồi nhắc nhở là đến giờ rồi phải đi về đó. Chính bé nhỏ nhất lại là người có những cái ý nghĩ đó đầu tiên. Thanh Thảo tin chắc là ngày hôm nay sẽ là một kỷ niệm rất đẹp với ba anh em nhà Kubi, Phú Quý và Sydney. Xin được chào tạm biệt quý vị.